Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Vì vậy, thời tiết các khu vực chưa có thay đổi đáng kể. Tại các địa phương trên đất liền phổ biến tiết trời mây thay đổi, cơn sáng và sáng có mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 cho đến 32 độ đối với khu vực miền đông và khoảng từ 26 cho đến 32 độ đối với các địa phương miền tây cũng như thành phố Hạ Long. Còn với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết và nền nhiệt độ tương tự như các khu vực trong đất liền, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km nên khá thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa rào và rông vẫn xảy ra rải rác ở khu vực Bắc Bộ, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Vào ban ngày thì mưa sẽ giảm, trời có nắng nhưng không quá gắt, với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ. Một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc có thể cao hơn từ 1 cho đến 2 độ lui xuống khu vực miền Trung, các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Mưa rông chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sẽ là từ 35 cho đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi thì trên 37 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở xuống cho đến Bình Thuận, phổ biến là ít mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ ban trưa có thể đạt từ 35 cho đến 38 độ. Đến chiều tối khả năng có mưa rông cục bộ, tuy lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Đang trong mùa mưa nên các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam liên tục có mưa rông vào chiều tối. Trong cơn rông thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và cả gió giật mạnh. Và ban ngày thì trời có nắng, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ đối với khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa, phổ biến là có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa, tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông.